Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải nè em ơi. Hôm nay thì nói chung là nãy giờ anh em cũng động viên tinh thần quá trời quá đất rồi. Thì bây giờ thì không còn gì để ngăn ngại hơn, cũng không còn gì để mà chờ đợi như nữa. Đúng 9 giờ thì bây giờ cũng đã 9 giờ hơn rồi, 9 giờ hơn một gần 1 phút rồi. Bây giờ Khải sẽ đi khui nó hòn kia môn phá nha mọi người. Sau khoảng tầm cũng 3 ngày 3 đêm anh em ơi, 3 ngày 3 đêm Khải cũng đã ép cũng như là Khải truy tìm chi lùng các kiểu cũng được 9 mảnh anh em ạ. 9 mảnh này thì Khải mua cũng chung là tương đương hơn gần khoảng sắc sơ khoảng hơn tương đối xây qua xây lại thì tốn đồn kia rất là nhiều anh em. Để mà nói thì trung bình một mảnh khoảng tầm hơn 12 kim, để mà nói về tiền xây tiền đồ đi. Tiền xây tiền đồ hết trung bình khoảng một mảnh hơn 12 kim. Mà nếu mà đỡ một ra một cái nỏ hoàn thành như này á là mất 9 mảnh. 100% 9 mảnh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thì đó cũng là một quá trình công sức của mình bỏ ra rất nhiều. Đó. Nên là Khải cũng đang rao với giá 130 kim, cũng có một anh chạy giá nhưng mà anh nghĩ anh nói là nếu mà xảy ra mát hoặc là 36 3 cấp này nọ anh sẽ mua. I don't net. Ok anh ơi. Yo. Mark off nè. Ok. Nói chung thì Khải còn có ý định là đỡ bán, Khải thu lại đỡ Khải mua một cây vũ khí khác hay là Khải đập lại cây vũ khí khác. Tại vì cây sơn tinh của Khải thì anh em là Khải quá chán rồi anh em ơi. Cây sơn tinh quá chán nên tại vì hôm trước Khải đã đập ra cây sơn tinh này rồi nên Khải rất là nhát, cũng như là không muốn đập nó luôn. Không muốn đập nó luôn anh em ơi. Còn anh em muốn thì ok, Khải chấp nhận, Khải chơi với anh em luôn. Xếp bình thường thì Khải đừng xếp tùm lum giờ rất lắm. Ok. Ngọc Yến Vlog ơi. Mở quốc ca lên nào anh em ơi. 400 500 anh em. Quốc ca nào anh em ơi. Đường quân Việt Nam đi. Chung lần cứu quốc. Yo. Ok, bây giờ có một anh donate em đó là Ngô Việt Hà và donate em 99 sao. Em cảm ơn anh nhiều nha. Nói chung thì giờ tầm này là hên xui anh em ơi. Giờ mình không biết thứ nào đó mà mát cũng như là thế nào đó là như thế nào. Anh em thấy không? Khải vì cái đao sừng tinh và cũng như là vì cây nỏ này mà Khải đồ hồng kim phong phái của cái bang Khải chủ lưới rồi anh em ạ. Và giờ thì cũng có khá nhiều anh em ủng hộ cũng như là trên tinh thần là ủng hộ đầu tiên cũng như là like chia sẻ video. Thì Khải cũng mong là ở video này Khải up lên trên kênh anh em cũng ủng hộ chia sẻ ủng hộ cho nha. Và giờ thì Khải sẽ ăn event, ở bên Khải sẽ ăn may mắn. Đây anh em ạ. Ăn may mắn anh em. Đây. May mắn này. Đó, anh em thấy ok chưa? Đó. Rồi. Trước khi ép anh Phúc Duyên vào đi. Phúc Duyên vào đi. Ok, Phúc Duyên rồi lấy Phúc Duyên. Nói chung là Khải thì không biết như thế nào để nó mát cả. Khải chỉ gọi là hên xui thôi anh em. Chứ đâu mà bảo Khải biết may mắn như thế nào Khải chả rõ đâu anh em ơi. Rồi ok anh em ơi. Chuẩn bị anh em ơi. Nói chung là hiện tại Khải mong á, cái nỏ á, Khải mong cố gắng tam nhãn 3 cấp là Khải mừng rồi anh em ạ. Cứ tam nhãn 3 cấp là Khải mừng anh em. Nói chung là cố gắng tam nhãn 3 cấp. Rồi ok anh em ơi. Ok anh em ơi. Rồi bây giờ thì Khải sẽ cắn nha anh em. Nói chung thì Khải mong sao tam nhãn 3 cấp nha anh em. 43 cấp thì có nhiều anh em donate. Nếu ra 43 cấp anh em sẽ donate 2 triệu 3 triệu các kiểu là điều nếu được 43 cấp. Còn lần này thì cố gắng thử nha anh em ơi. Sử dụng mảnh hồng kim môn phái 9 mảnh nha anh em. Nói chung là anh em xem video này thì Khải vẫn mong là nó ra cái 3 cấp anh em. 3 cấp thì nó mới đẹp. Với lại nó đặt móc anh em. Tại vì nhiều anh em muốn khui quá là Khải phải khui theo ý anh em luôn anh em. Nói chung là muốn khui quá anh em à. Cố lên anh em ơi. Nói chung là Khải cũng mong sao 3 cấp dùng Khải một cái anh em ơi. Nói chung là trừ xưa giờ khui đổ toàn minh thôi. Quá buồn anh em. Ok cho anh em. Từ từ. Khải ra đây. Ok lại anh em. Đó, nói chung là xưa giờ khui toàn minh không. Anh em xem trên kênh Khải anh em cũng biết rồi. Khải nhỏ, Khải mắt đen này nó các kiểu nào điếu. Nhưng mà không biết hôm nay cái nỏ này của Khải là sao đây. Gom bữa cũng 3 ngày 3 đêm rồi cũng thức rồi trong ngóng rồi cũng mua từng mảnh từng đồ mới được anh em, cho đâu phải muốn là có đâu nè. Cánh may mắn rồi anh em ơi, cánh full may mắn rồi anh em ơi. Full may mắn rồi anh em ơi. Rồi. Nói chung là thành công thì thành công 100% rồi, vấn đề là cái ốp của nó mới quan trọng nè. Cái đờ vấn đề là cái ốp của nó mới quan trọng nè. Nói chung là cái vấn đề là ốp mới quan trọng nè. Nói chung là Khải mong sao qua tam nhận 3 cấp là coi như mình thành công được 80%. Tam nhãn 3 cấp thành công 80%. Rồi. Anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ đi anh em ơi, một like chia sẻ anh em ơi. 30 giây Khải sẽ khui anh em ơi, anh em mình cùng khui anh em ơi. Anh em chúng ta hơn 521 anh em đang ở đây. Hãy cho Khải một like video này cũng như là chia sẻ video này giúp Khải anh em ạ. Và sau video này thì nói chung là không biết anh em ngày mai có còn gặp Khải để Khải ép vũ khí hồng kim môn phái nữa hay không. Tại vì nói thiệt anh em,
nếu mà đen quá thì thiệt là ngừng cuộc chơi này, mà tại vì anh em biết chứ, một lần ra cái cây vũ khí này á, nó mất chi phí của Khải gần từ có thể là từ 6 triệu thì mới có ép được hoàn toàn chính mảnh này anh em, gần 6 triệu hơn, công sức bỏ ra này nọ nữa có thể là gần 7 triệu mới mở được cây hồn kim phái, mà nó không được như ý muốn thì nhiều khi cũng buồn chán lắm nè. Đó, ok, bây giờ thì anh em like chia sẻ anh em ơi, like chia sẻ đi anh em ơi. Nói chung là giờ không biết sao, khui là khui thôi anh em. khui nha anh em ơi. Đúng rồi, cứ miễn sao tam nhãn 3 cấp là thành công rồi anh em, tam nhãn 3 cấp là ok anh em ơi. Nói chung là tam nhãn 3 cấp là ok anh em ơi. Ok, giờ này em phi lên Hoa Sơn đi. Em khui rồi, giờ em lên Hoa Sơn em khui trên Hoa Sơn đi nè. Nói chung là trên này là một chỗ em cảm giác nó rất là đẹp. Nếu hôm nay mình thành công thì chỗ này sẽ là một chỗ ghi nhớ suốt cuộc đời của anh em chúng ta hôm nay, cũng như là cái ký ức của anh em là ngày hôm nay là Khải khui đồ ở trên Hoa Sơn này. Đó. Rồi. Khui nha anh em. Anh em đang xem cho em một like ủng hộ chơi anh em ơi. Trời, 3 cấp mà 27 rồi anh em ơi. Nói chung là đạt rồi. 3 cấp là đạt rồi. Ôi. Trời, 3 cấp tính ra 3 cấp thì vẫn đạt nè. Vẫn đạt là một mốc 158 rồi anh em. Ôi. Mà 2x27 là đạt rồi. 59, trời ơi. Được. 3 cấp anh em à, 3 cấp anh em à. 3 cấp này là đạt anh em. Đạt nha anh em. Nói chung là đỡ mà anh em nói này. Mình 39 này nọ căng lắm anh em. 39 này nọ hơi căng anh em. Một sát thương 59 điểm, 3 cấp tam nhãn. Nói chung em mong sao 3 cấp tam nhãn là đẹp rồi, mà đây nó ra 27, nói chung là đạt mốc rồi. Đạt mốc 158 rồi anh em. Như em để ý thì ở server này á là cánh càng khôn 2 cấp. Cánh càng khôn 2 cấp kèm với tam nhãn 3 cấp thì cái chống phái lên được 35. Chống phái lên được 35 là gọi là đạt rồi anh em à. Đạt rồi nha anh em ơi. Đạt 158 nha anh em. Vào tống kim thì không biết là lên được 261. Nếu mà em nghĩ là tại vì là hôm trước anh em có đợi em sau có xếp ngân hàng không anh em? Mà đụng móc rồi anh em, cái này đụng móc rồi, không cần 37 đâu anh em ơi. Không cần 37 đâu anh em. Quá đẹp anh em ơi, nói chung là đẹp. Nói chung là tốc độ đánh không quan trọng anh em ơi, đạt móc rồi. Đó. Đạt móc rồi anh em ơi. Như Khải nghĩ là đạt móc rồi. Tại vì là Khải để ý là ở server này là càng khôn 2 cấp, kỹ năng cũng có 2 cấp là chống phá lên được 32, kèm với tam nhãn 3 cấp này nữa thì chống phá lên được 35. Với chống phái lên 35 như thế này là hiện tại chống phái của Khải đang có là 149. 149 tốc độ đánh mà kèm với cái cây vũ khí là 27 thì đã đạt móc 158 rồi anh em. 127, 149 là kèm cho 27. Thì hiện tại như dự đoán là Khải đang có là 174 tốc độ đánh. 174 tốc độ đánh thì nói chung là anh em phải hiểu được là cái con đường môn không cần cái tốc cao. Không phải không cần, nhưng mà cái tam nhãn đủ là đạt móc rồi. Đường môn như này là mát rồi anh em ha, đạt mốc 158 rồi. Cái tốc 27 anh em, thấy tốc 270 đúng không? Nhưng mà nó đã đạt mốc rồi anh em, nó đã đạt mốc rồi. Đạt mốc rồi nha anh em ơi. Đạt mốc, 158 cũng như là vào tổng kim đạt 261 là mắt pin rồi anh em à, mắt pin nha. Cái vũ khí này mắt pin anh em. Ôi, quá ngon anh em ơi, quá ngon. Hello anh Phan Minh nha. Nói chung là cái nọ này đẹp anh em ơi, chống phái 3 cấp là đặt mốc của đường môn rồi anh em. Quá mốc đường môn rồi, tại vì là Khải tính sơ qua anh em có xem cái hôm mà Khải sau cái set băng hàng á, anh em nhớ không? Thì Khải đặt mốc 35 chống phái. Đặt mốc 35 chống phái thì cái chống phái của Khải đang sở hữu là 149. Mà kèm với anh em có tính sơ này, chống phái đang là 149 đi. Đó, cộng với 27, nói chung là hiện tại cái tốc 27 hoặc là 21 hoặc là 20 thì nó vẫn đạt 158. Và vào tống kim vẫn mắt pin với 261 em à. Đó. Mắt rồi, mắt đẹp rồi. Quá đẹp. Quá đẹp rồi em ơi, cái nọ này quá đẹp rồi, sắc thương 110% nữa. Ok. Chuyển phái luôn Khải ơi hả? Donate nọ thiên quang. Ok, cảm ơn Võ Minh Phú donate Khải 100k nha. Quá đẹp em ơi, nói chung nó đẹp, quá đẹp rồi. Cây này giác nào dùng? Cây này cho đường môn bảo vũ dùng nha em ơi.
Chuyển phá luôn đi cho máu anh em ơi. Nó này ok nè mày, nó này ok rồi, đẹp quá, đẹp quá. Quá đẹp. Mừng quá. Đó. Nói chung là nó đạn nè mày, nó này nó đạn nè mày. Trời ơi, khai sợ nó rớt cái tam nhãn là chết. Đạp. Tốc 158. Cộng 261. Mắt pin tống kim. Trời ơi, mừng quá nè mày. Mắt pin tống kim rồi. Quá đẹp luôn em ơi. Nói chung là top 37 thì nó cũng như vậy thôi Ngọc Suki ơi. Nói chung là cái top 37 á thì nó lên 180 mấy nó cũng vậy à. Nó cũng vậy à anh em, nó không thở hơn bao nhiêu đó. Hiện tại như hiện tại bây giờ là Khải đang top 27 3 chấn phái đi thì cái chấn quan trọng nhất là chấn phái, cái con đường môn là quan trọng nhất là chấn phái. Đó. Cho dù anh em lên 38 đi. Anh em cho dù lên được 38 này nọ đi thì nó cũng như đó thôi em. Không hơn được. Quá đẹp anh em ơi. Đúng rồi, 150 là mát, đúng rồi. Chung là tầm này đẹp rồi, đâu rồi. Đó anh em ơi, sát thương là tầm này là sát thương 110 là gọi là tầm trung. Còn là sát thương 59 điểm là mát. Đó, tầm nhắn là ok. Đó, sát thương điểm quá đẹp anh em ơi. Ok anh em ơi. Trời ơi, quá đẹp, easy game anh em ơi. Chung cái nỏ này nếu mà đỡ thiệt sự bán thì cái nỏ này bèo lắm còn ít nhất phải 90 triệu nè. Ít nhất phải 90 triệu cái nỏ này nè. Quá đẹp. Tại vì sao? Cái tốc độ đánh ngoại công nó không quan trọng nữa rồi. Sau khi tam nhãn đã đạt móc anh em ạ. Sau khi tam nhãn đã đạt móc 3 cấp thì chống phái đã vừa tốc rồi thì quá mát tốc rồi thì không cần cái tốc bên trên làm gì nữa. Tại vì cái tốc ngoại công nó có 20 thì nó vẫn đạt anh em ạ. Nó có 20 thì nó vẫn đạt như năm. Nó vẫn đạt 158 và vào tống kim nó vẫn đạt 261. Đó, chuẩn bị được như vậy luôn anh em. Đấy. Ok chưa? Chuẩn bị được như vậy nha anh em. Chuyển phái luôn ạ. Ôi xưa ơi luôn em ơi, ngon lành cành đào luôn em ơi. Đẹp không? Đẹp không em? Chuyển phái luôn hả? Chuyển phái luôn hả? Chuyển phái không có đồ sao đánh anh em? Chuyển phái hả? Chuyển phái không có đồ sao đánh? Chuyển phái luôn hả? Đúng rồi, đặt móc rồi em, đặt móc rồi. Nói chung á, anh em có cái cây tóc 40 cũng vậy à. Hiện tại ví dụ Khải tính cho anh em nghe luôn. Nếu như anh em sở hữu cây này tóc 40 thì Khải sẽ cộng thêm 13 tóc nữa, ok chưa? Cộng thêm 13 thì tốc độ của nó cũng vẫn chỉ là tầm đó thì được Khải đổi cho anh em luôn. Xấy luôn đi, đổi phá luôn nha. Chuyển phái luôn nha. Chuyển phái luôn nha anh em. Chuyển phái luôn nha. Chuyển luôn hả? Chuyển luôn hả? Chia cầm nó này đi chan hay gì rồi hút nội. Cái hút nội quan trọng gì đâu nè. Rồi không cần hút nội đâu, hút nội bỏ. Bán kiếm, bán cái đao xương tinh đi. Chuyển phái mượn đồ của đường môn cựu cung. Chuyển phái hả? Đồ tầm này chuyển phái không có đồ mang anh em ơi. À tiếng với ba tỷ nó ok rồi. Ok chuyển phái nha. Ok không? Ok không? Ok, thôi chuyển luôn đi. Không quan trọng anh em ơi. Ok, theo ý anh em luôn vào việc luôn. Nói chung Khải đã chơi là khô máu anh em à. Chuyển phái, ok. Quyết định chuyển phái. Quá đẹp cái đao này thì cùi quá. Nhìn hết muốn chơi nè mà. Em vì khán giả quá nhiều theo anh em. Ok anh ơi. Ok anh Chí Tài như ok anh Phong Trần ơi. Ok, anh đã theo anh em luôn. Chuyển phái luôn. Nói chung hiện tại em chuyển phái thì tốn 150k. Em chuyển được anh em à. Ok. Chúng ta sẽ đi chuyển phái. Chơi là chơi khô máu anh em. Nói chung là cảm ơn những cái lời động viên ngày hôm nay của anh em, cũng như là những cái donate của anh em ngày hôm nay. Tuy rằng những donate của anh em 10k, 20k, 50k cũng như là 100k quay đầu thì nói chung không ít thì nhiều. Nhưng mà anh em cảm thấy thích video này thì đừng quên like và chia sẻ video này giúp em nha. Và đừng quên là cứ mạnh dạn mỗi khi tối em online vào tối 7 giờ 15 phút cho đến 7 giờ 30 phút trở đi, em hay livestream ở trên kênh YouTube cũng như là fanpage Duy Khải Gaming. Anh em nào mà rảnh rỗi thì cứ ghé lên kênh ủng hộ em một like chia sẻ hàng ngày chơi nha anh em ơi. Ok, mình chỉ sợ cái tâm nhãn thôi anh em. Chúc mừng em đã ước mơ năm xưa của anh. Ok anh Nguyễn Phương Bảo ơi, và bây giờ em sẽ chơi đường môn nha mọi người. Ok anh em ơi. Ok và bây giờ em sẽ chiều anh em luôn. Mình sẽ đi đồ phái nha anh em. Em sẽ đi đồ phái. Em theo chơi với anh em luôn. Nói chung thì hiện tại bây giờ em sẽ chuyển về đường môn. Em đánh đường môn cho vui nha anh em. Đó, nói chung là anh em thích em chiều thôi anh em. Dân chơi YouTube đây rồi. Ăn ban phải chuyển phái ok luôn. Đúng rồi, khả năng ăn ban mà anh em. Đây nè, ăn ban như thế này thì chơi đường môn ok mà. Vấn đề gì đâu. Hôm qua không có buồn lắm hả? Ok, đừng buồn thành bảy thuận ơi. Quất thêm cái set thiên hoàng nữa ngon hả? Ép vào tay luôn. Ok, Tùng Lê ơi. Kênh chiều view mẹ rồi.
Đào có bán không anh Khải? Có nha, Võ Đại Gia ơi. Hiện tại cái đào anh đang rao bán với giá 5 triệu nha em ơi. Cái đào vừa rồi anh có bán giá 5 triệu nha. Nói chung là cái đào min thì bán theo giá min, còn đào mát bán theo giá mát rồi em. Nói chung là nếu mà đào đặt móc này nọ chuẩn pin thì giá nó sẽ nằm trên chục triệu quay đầu em, hoặc là hơn 10 triệu chứ không có rẻ đâu em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển phái với anh em luôn, Khải chuyển qua đường môn luôn nha em. Đó. Vãi lầm mà 600 người đang xem mà đúng là dân chơi à. Ok anh em ơi. Nói chung là theo ước muốn của mình là mình đã đạt rồi anh em à. Bây giờ chúng ta cùng đổi phá cho anh em xem nha. Kiếm được giày thiên quang với cái nón này là bạn không? Ok anh Hansin ơi. Thêm áo vào tay họ nữa. Được rồi. Ok Nhật Tâm ơi. Ok. Thêm áo họ vào tay họ đúng không? Trước khi thêm áo họ vào tay họ thì được Khải xem thử. Khải đi mua đi. Khải đi dạo thử có gì được mua không nha nè. Chắc chắn là Khải có để ý có một vài món cũng có người bán. Rẻ hay mắc cái đó không rõ nhưng mà đỡ đi mua. Mua xong rồi chuyển phái luôn. Ok, mua xong chuyển phái luôn nha anh em. Lê Hùng Tiến mừng cây nỏ xịn quá trời. Ok, cảm ơn anh Lê Hùng Tiến nha. Cảm ơn em vừa donate em 200 nha. Anh Lê Hùng Tiến vừa donate em 200k. Em cảm ơn cái sự động viên của anh nha. Ôi, bao tay này nam anh em ơi, bao tay này nữ mình mua vậy. Trời ơi, bao tay này nam anh em. Đậu xanh. Tay này nam anh em ơi. Nữ thì tầm giá này thì mua được rồi anh em. Nữ thì ít người chơi. Khải đi áo nam này anh em. Trong đồ là đồ quá nhiều luôn mà điều vấn đề là có đồ nữ hay không này mới quan trọng này. Nón nữ với áo nữ. Khải đi tìm thôi anh em ơi. Like kiểu này nhiều người anh em kiểu gì cũng kéo men về thôi à. Ok, kỷ niệm mùa Covid ơi. Bao tay thiên quang và đao bên hàng áo xăm hòn. Ok anh ơi. Ok anh hình hốp ơi. Hôm trước em dư cái đai lưng bên hàng mà em đi làm rác luôn em thấy không? Em dư cái đai lưng bên hàng đó nè. Mà em đi làm rác luôn em hiểu chưa? Em đi làm rác luôn là em hiểu rồi đấy. Dư đai lưng bên hàng á. Chuyện giới cho đẹp trai luôn á. Không có thể chuyện giới em ơi, không thể chuyện giới. Các em chia sẻ tại đây. Chúc mừng Khải hết nhỏ. Ok anh ơi, full họ một món thủy Khải ơi. Ok. Nói chung tầm này á thì mang tạm thôi em. Nói chung là chắc cũng phải tìm bao tay kim quang. Ôi, bao tay thiên quang, phải mang bao tay thiên quang anh em à. Bao tay đường môn. 2627 xem rồi kiện Khải. Ok Biên Hòn ơi. Ok rồi Khải đi coi. Khải nhớ có một cái áo thủ quản lý. Áo thủ quản lý. Mang xét ăn ban. Ba món kiểu phái ngon rồi Khải ơi. Ok hình hộp ơi. Nói chung là được cái nỏ 3 cấp là đẹp quá nè mày. Chứ anh em nói thiệt anh em như xây ra cái nỏ 2 cấp không thể nào đạt tóc được. Khải khẳng định với anh em luôn. Với cái chấn phái 34 thì không thể nào đạt tóc được anh em. Không thể nào đạt tóc được. Nó rất là phèn. Nó không thể nào đạt tóc 1 5 8 ngồi được. Phải nhất phải 3 cấp thì nó mới đạt nha anh em. Nhất phải 3 cấp thì nó mới đạt nha. Cái quan trọng là tâm nhãn anh em. Tâm nhãn phải 3 cấp thì nó mới đạt được. Nhìn mặt này với mặt lúc khui cà đao nhìn trắng chết đó. Luôn cho nóng ra đây đang luôn cho nóng nè nè. Đang đi dạo mua bao tay này. Mua trên thế giới thì ai có không? Không có nè em ơi. Hôm qua em thanh lý bao tay địa phách này nọ em bán hết. Rồi đai lưng bên hàng em bán luôn. Giờ em đi kiếm áo sơ mang tạm thôi nè. Mang tạm vài hôm thôi. Nói chung là làm như làm cũng phải mang đồ hồng kim phái à. Chứ tầm này mang đồ tím nó cũng thốn cái tiền sửa đồ nè. Nó thốn tiền sửa đồ. Mở rương phô ép luôn Khải ơi. Ok chào mừng Huy ơi. Rồi tầm này không có đồ ơi. Đồ này chuyển qua nè. Toàn luôn nè. Đây bên hàng hôm trước cũng đẹp lắm. Mà rã rồi nè. Buồn vậy chứ. Tại vì lúc đó không có xác định. Không xác định chơi. Nói chung là cái nỏ nào cũng tương đối như nhau. Ví dụ cái này của anh Cún nè. 37, 3 cấp, 56. Đó. Thì nó cũng tương đương như cái này thôi nè. Cũng đặt móc. Ở ngoài là 158. Và tống kim là 261. Đó. Chứ không thể nào mà ở ngoài đạt được 201 như năm. Ở ngoài không thể nào đạt được 201 như năm. Trừ khi cánh một cục phi tóc. Đó. Nên hai cây này nó tương đối như nhau. Đó. Tóc đồ đánh ở bên trên 37 với 27. Nó cũng không có sắc xe. Cũng không có liên quan luôn em ơi. Nó đã đặt móc rồi. Thì nó đã đặt móc rồi là cho dù cái tóc bên trên nó hơn hay thấp thì cũng vậy à. Đó. Ôi này hơi cay này mà. Nhưng phải cái áo. Ừ.
Nói chung là cái tóc đó thì nó đẹp thôi, chứ còn đỡ mà như nhau nè, hai cái như nhau. Quan trọng là cái tâm nhãn, quan trọng là tâm nhãn ba cấp chống phái nó vượt tóc. Quan trọng là tâm nhãn ba cấp chống phái nó vượt tóc. Trời ơi, không có đồ thay đâu em ơi. Này mà đi thay ba đồ tào lao mang vào trắng chết luôn nè. Không có đồ thay rồi. Không rã chắc không có cái này đâu nha. Đâu, chưa cho rã nha. My HM ơi, chưa cho rã nha. Đúng rồi, chỉ 158 thôi em. Chỉ 158 thôi, không thể nào lên được 201 bên ngoài đâu. Ở ngoài là 158 là mắt pin rồi. Mắt pin 6 đường môn rồi. Mà may mắn thay là mình vừa đặt 158 ở ngoài, và mình vừa được tống kim là cánh cục lắc là đạt 261 là mắt pin của tóc màu đánh đường môn rồi em. Đó, quá đẹp rồi. Ít hôm đánh tống kim đường môn nó hợp lý luôn nè. Hợp lý luôn. Người đen anh rồi, người đen anh hết hàng rồi. Ờ, Cường hiểu đàn ơi. Mua đồ chiến tống kim, mua ngồi cho nhanh anh ơi. Ờ, mua ngồi nhưng mà phải rau này nó rồi. Chung tầm này không có đồ mua. Nói chung là tầm này nó mua không kịp không phái luôn. Chứ mua bao đồ này cũng giỏi vậy đó mày. Mang sida chết được. Mang cùi lắm luôn nè. Hay là cứ mang tạm tạm cho vui nha. Chung là hôm nay là một ngày quá đẹp anh em ơi. Ba cấp đẹp quá. Cấp đẹp quá. Đúng rồi, chỉ có cựu cung phi đao mắt năm mấy. Với hạt băng hàng thì mày phi tiêu xâm hòn thì mày ra mới lạc là 201 bên ngoài thôi. Còn lại nó là ba cấp chống phá là đặng rồi nè. Ba cấp tăng nhãn là đặng rồi. Đông mắt, đừng ăn nữa đông mắt. Chứ còn các bạn còn thiếu đồ. Nói chung con nào cũng thiếu đồ cả. Hello man, quốc anh nha. Đúng rồi, tầm này thì làm ít đồ đi tống kim nè. Nói chung tầm này thì đồ gì cũng được. Cầm được bao tay nón. Haha, ok đâu ơi, nói chung đẹp quá. Rồi khó lại một cái. Đính lại một cái, đó. Đính lại một cái cho chắc kèo anh em ạ. À, bên phần thường có áo bán áo hở nè. Phần thường nào ta? Phần thường bán áo hở. Đúng rồi. Phần thường khá đâu thấy đâu. Đâu có áo hở nào ta? Trong bàn anh em không có nè em ơi. Nói chung là phải mang một tay nói chung là làm phải mang đồ xấu dòng thì ok nè, phải mang đồ xấu dòng thì đẹp thôi. Hôm trước Khải có một đai lưng như vậy này mà Khải đưa cho anh Lý Tâm Hồn anh mang về, anh đổi, Khải đổi bù cho cái đai lưng sida đó. Nói chung là không quan trọng nữa nè. Cái đó thì lấy hiệu ứng chó thì phần làm chậm thì làm gì làm nó cũng mượt móc rồi, hơn 120 làm chậm rồi, chủ yếu nhìn nó đẹp thôi chứ còn nó không như nhau cả. Hôm trước Khải ra một cái đai 44, 48. Nói chung là rã làm rác luôn em. Khả rã làm rác luôn á. Là anh em hiểu rồi. Rã làm rác luôn em. Không có áo đâu. Không có áo. Đừng ăn nữa. Ok. Do nó bị kẹt em. Đang mua đồ á. Là phải nhắn nhà này. Đó. Thì nó mới đi di chuyển được cái con khác. Nhiều khi nó bị dính nữa, nên là hay quen tay á, ví dụ thoát ra này là nó bị dính, là mình phải nhấn một hai cái này, đó thì mình mới đi được. Đấy. Tại vì anh em chưa đụng vô server này, anh em chưa rõ ấy. Nó hay bị vấn đề đó lắm. Thừa động thân rồi mấy. Ok. Nó bị dính nè, không đi được. Đấy, nó mới đi được. Khó quá mình em luôn, nói chung là để xem thử như thế nào nè. Đâu, hôm qua mình là đi rã bao tay. Mình là đi rã một bao tay. Một bao tay và một đai lưng. Mình tạo đồ phụ. Phụ cái không phụ nào mà đồ ngon đâu. Phụ đồ nam không à. Mà cũng không có bao tay làm chậm. Đây làm chậm đang có một cái mà nghe mươi đang xài. Ok thôi giờ cứ đổi đi. Đổi đi từ từ sắm đồ sau nè. Đổi đi từ từ sắm đồ sau nha nè. Bây giờ mình cũng mua rồi, không đổi cũng vậy rồi. Đúng không? Hay là đỡ từ từ đổi nè. Thôi vì hơi khả năng nghĩ từ từ đổi đi. Chưa có đồ mà nhiều anh em bảo đúng không?
chưa có đồ mà đói cũng chả làm việc được gì luôn đó nè. Đó, hai cây vũ khí ok không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Rồi, nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ vì chơi nha anh em ơi. Để Khải đi tìm đồ thử nha anh em. Ok anh em ơi, chuyển nè. Anh em máu quá anh em ơi. Anh em chờ đợi Khải mua đồ chuyển luôn cho đẹp. Anh em cứ thích đồ thì không có. Đồ thì không có. Anh em có một hai đồ chuyển thì anh em luôn nè. Nói chung là mình là một người làm YouTube rất là chiều lòng khán giả nha anh em. Đó, ok chưa? Đó. Ok anh em chưa? Đây, Khải chuyển cho anh em vừa lòng. Vừa lòng anh em nha. Là Khải chuyển cho anh em vừa lòng. Nói chung là chuyển thì chuyển rồi, trước sau cũng phải chuyển, nhưng mà mình phải đủ đồ mình chuyển nè, chứ ít không có đồ á. Chuyển xong rồi mình cũng chả làm gì, mình cũng đi lông ngông không có đồ, đâm ra anh nhìn nó cũng chán đời. Thiệt luôn. Nói chung là ép thì ép rồi, chắc chắn áo bên hàng này nọ thì được thì mình ép thôi, vấn đề đâu. Chuyển qua cầm cái nọ trước. Ok ok, anh em máu quá. Ok, chuyển cái nọ cầm trước đúng không? Là giờ là đang phun rương luôn nè anh em, phun rương luôn nè. Nên là phun rương. Em phải dọn cái rương này nó sạch sẽ mới chuyển được. Đâu phải anh em nói chuyển đâu, đụng này chặt rương quá. Không biết chuyển đi đâu. Mới chuyển đi đâu cho nó vừa lòng đây. Hello Thiên Nguyễn nha. Hôm qua anh Lễ nên ở nhà luôn Thiên Nguyễn ơi. Khải sắm đồ này xem cho sướng. Nói chung là chắc chắn là sắm đồ đánh đường môn rồi. Một là Khải sẽ ép, hai là Khải sẽ xoay. Đó. Nói chung là anh em máu quá. Giờ người ta thấy mình chuyển đường môn, anh em người ta ép giá mình là mình khó mua đồ lắm. Thiệt anh em luôn. Rất khó để mua đồ. Thiệt đó là Khải nói thiệt một câu chân tình anh em luôn. Tại vì mình giờ mình đã chuyển rồi, người ta rất ép giá mình luôn. Còn Khải từ từ chuyển thì vấn đề trả em giá được Khải đó. Ok Khải chuyển cái đồ, bớt cái đồ này qua. Gửi Khải tô phở lá sức khỏe thì chim nhé. Ok, cảm ơn Lê Hoàng Quốc Bảo nha. Ok ok, cảm ơn người anh em. Chúc người anh em xem lao dễ nha. Đừng mong thấy đi, đừng nội công thân pháp. Bốn cảm ơn một lắm. Server này không nội công được nha. Server này là thân pháp nha. Toàn Nguyễn Hoàng ơi. Server này thân pháp nha anh em, không thể chuyển được kiểu kia được đâu. Đâu có phải phiên bản nội công đâu. Phiên bản nội công là đường môn đánh phải thôi rồi rồi. Phiên bản này bản thân pháp nữa nè, nên là mấy cái đó không có xài được. Ép thân pháp thì anh em nói đúng, nhưng mà tùy phiên bản này, phiên bản này không xài được kiểu đó nha. Phiên bản này không ép được kiểu đó. Có bớt mấy cái này chỗ khác này mà chọc lương quá rồi. Rồi bỏ nào, bỏ bớt qua này, chọc quá. Khải toàn bị người ép giá, đúng rồi. Nên là giờ mình chuyển lần qua, ngày mai là mình không thể nào mua được phổ Hồng Kim Môn Phái luôn nè. Thiệt anh em luôn. Người ta ép giá là mình không mua được. Nên là anh em thích thì mình chiều thôi. Chắc chắn sẽ bị ép giá từ vài trăm xu đến một kim. Rồi, đó xong cái chuyện phái cái anh em giao lưu ca nhạc nha Nam. Xong này chúng ta sẽ giao lưu ca nhạc và hát hò giao lưu nha Nam ơi. Hát hò giao lưu chơi nha. Đó, hôm nay là một ngày khá là đẹp trời, cũng như là xong xuôi cái nọ quá thành công rồi. Bây giờ không gì phải ngại cả Nam ơi, và Khải sẽ chuyển về đường môn. Và Khải sẽ lên đồ dần dần và anh em cùng trải nghiệm, cũng như là đi theo Khải cái nước bước của Khải là xem cái món đồ nào thì Khải sẽ thông báo cho anh em biết nha. Nói chung là hơn 500 anh em ở đây thì Khải luôn luôn tôn trọng ý kiến của anh em. Anh em thích là Khải chơi, ok chưa anh em? Đó. Đường môn của chúng tôi hả? Đường môn của chúng tôi hả? Đường môn đâu? Đường môn bào vũ đâu? Đường môn bào vũ đâu? Phi đao phi tiêu nọ tiếng. Nọ tiếng của chúng tôi hả? Đó. Nói chung là không sao, Khải sẽ có thể những vấn đề đó thì anh em cũng như anh em ủng hộ rồi, thì mình có thể xử lý vấn đề đó được, không sao nha anh em. Rồi. Bây giờ nhìn sơ qua thì cái nỏ này nhiều. Nói chung là 164 sức mạnh, cứ tăng tạm đi. Tăng tạm đi, mặc đồ thì tính sâu nè, đó. Trời ơi, đặt móc ai chịu nói. Trời ơi, tăng điểm ngay. Cái này cho anh em xem nè. Tại vì sao nó có 3, nó 35 chống phá nó là khác biệt hoàn toàn như anh em xem nha. Hiện tại chống phái bình thường chúng ta là 30. Anh em hiểu vấn đề nha, đây Khải mang vô nè, kích ngay đây. Hiện tại chống phái của chúng ta là 30. Thường thường trung bình là 30. Đó. Và vừa rồi á là Khải, như anh em xem, anh em đang xem trên video, anh em cùng theo dõi với Khải luôn cho vui anh em ơi.
đây để từ Khải lái người cho nó đứng trong cao một tí, đứng hơi về thấp. Nhiều khi anh em không tin là cái vấn đề tại sao cái tóc 27 này mình bảo gọi là đẹp, cũng như là anh em gọi là mắt pin rồi. Nó mắt pin cái chỗ là sát thương 59 điểm là chỉ còn 1 điểm nữa mắt rồi. Mắt cái tiếp theo đó là tam nhãn 3 cấp đó. Còn cái tiếp theo đó là sát thương 110% thì Khải gọi là tầm trung rồi, là quá đẹp rồi. Và nó mắt ở đây gọi là chỉ mong tam nhãn 3 cấp là ok đó. Đó anh em này, đó tam nhãn 3 cấp hiện tại bây giờ như anh em cũng đã thấy. Thì với cái tốc độ đánh, với cái chống phái 34, lúc nãy Khải nói nhiều anh em không hiểu vấn đề. Với chống phái 34, với chống phái 34 anh em thấy không? Này, chống phái 34 là tam nhãn này. Thì chúng ta không thể nào đạt được 158. Đó, anh em hiểu vấn đề chưa? Đó. Với anh em mở một cái nỏ đi, một cái nỏ nào chỉ cần tam nhãn 2 cấp là cái nỏ đó vứt, cái nỏ đó vứt hoàn toàn, anh em bỏ hoàn toàn luôn. Không thể nào làm được gì cũng như là không thể nào đạt được mốc. Đấy. Trừ khi Khải bỏ cái này ra nghe, hơi bị dính đó. Đó, với chống phái 34 này, 33 này cũng không đạt mốc này, thấy chưa? Đó, với 33 thì nó chỉ được là 140 tóc thôi. Đó. Rồi. Thì em thấy không? Đấy, hiện tại với thiệt mình của chúng ta là hiện tại trong người là đang có 30 cộng với 3 tóc từ tam nhãn này thì cái tóc đánh của chúng ta chỉ được 40 mà thôi. Đó. Tại vì sao Khải ưu tiên cái tam nhãn 3 cấp là Khải kêu là Khải mát. Đó. Giờ bây giờ Khải tăng lên một tóc nữa là 34. 34 vẫn không đạt được. Đó, anh em hiểu không? 34 vẫn không đạt được. Rồi tiếp theo này, cái 35 này quan trọng này. Cái 35 quan trọng này. Đó, thấy cái 35 chưa? 35 chống phái, tại vì sao Khải bảo đạt tóc. Sau khi chúng ta lên được 35 chống phái là kèm này, tam nhãn 3 cấp này. Đó, hiện tại trong người của Khải đang có tam nhãn 3 cấp và càn khôn 2 cấp là 35, ok chưa? Thì sau khi chúng ta đạt được 35 chống phái thì cái tốc độ đánh chúng ta đã lên được 176. Đó, vấn đề là 176 thì Khải đã đạt được 158 BK tốc độ ngồi rồi. Ok cho anh em, quá hợp lý luôn, là gọi là mát chỗ đó. Cho nếu như anh em mở ra được cái tóc, cái tam nhãn 2 cấp đi, anh em mở ra tam nhãn 2 cấp đi thì coi như là vứt luôn cái nỏ luôn. Tại vì nó không có đạt được tam nhãn 2 cấp và kèm với càn khôn 2 cấp thì không đạt được. Trừ khi anh em phải mang theo hỗ trợ một phi phong kỹ năng 1 cấp nữa thì nó mới đạt móc được 158. Thì nói thiệt là lúc nào anh em cũng phải hỗ trợ có cái phi phong trong người, lúc nào cũng phải có cái phi phong trong người thì nó mới đạt được 158. Đó, anh em thấy tốn tiền phi phong nhiều chưa? Đó. Xong rồi, tiếp theo. Giờ Khải cho tăng mát cái tóc, cái chống phái thì hiện tại chống phái Khải đang lên 37 lận anh em. 35 đúng rồi, 35. Đó, một phi phong nữa là 36. Đó. 36. Thì hiện tại là Khải đang mang phi phong, nữa là 36 đó anh em. Còn 6 ra là 35 là đạt móc. Đó, chuẩn chưa anh em? Đó. 35 là đạt móc rồi. Thấy chưa anh em? 35 là đạt móc, với 176 là đạt móc rồi, 158 rồi. Còn đỡ mà đạt 201 thì không bao giờ đạt được nha anh em. Cái con đường môn á, ở bên ngoài là không thể nào đạt được 201 trừ khi anh em cắn cục phi tóc. Đây. Anh em cắn cục phi tóc vô. Đây. Anh em cắn cục phi tóc vô. Anh em cắn cục phi tóc vô. Đó. Thì nó mới đạt được 201 bên ngoài, anh em thấy chưa? Đó. Thì nó mới đạt được 201 bên ngoài. Chứ không thể nào mà đạt được. Cảm ơn xem like Khải, chúc Khải like. Ok, cảm ơn người anh em vừa donate Khải 100k nha. Khải không thấy ai là nè, Khải không biết cảm ơn ai nha anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Hiện tại tóc của Khải đang có là 187 rồi, thấy chưa? Không biết quỳ lát hay không được, Khải ao ra cho anh em xem nha. Nói chung là cái nỏ này là gọi là mắt pin rồi anh em, không có gì đâu phải chơi nữa. Mắt pin so với bây giờ và cũng như là tống kim, không có gì phải chơi nha anh em. Rồi, đây. Đây nè. Thấy chưa? Quay quấn mình vậy. Nỏ 40 đạt 201 đó, không đạt được Nhật Lê ơi, không đạt được. Nỏ 40 ví dụ như giờ anh em người nhìn nha. Hiện tại nha, nếu mà Nhật Lê bảo là nọ 40 đạt lực 201 thì sai hoàn toàn Nhật Lê ơi. Ví dụ nha, hiện tại như cái nọ này đang sở hữu là tóc 27. Anh em mà bảo là nọ 40 3 cấp thì sẽ đạt được 201, Khải chứng minh cho anh em xem. Vì sao? Là hiện tại chúng ta đang với như thế này, chỉ cần thiếu 13 tóc nữa thôi, ok chưa? Khải đang thiếu 13 tóc nữa. Thì Khải sẽ bật lên này. Hiện tại Khải đang có là 176. Đó, 176 cộng với 13, anh em cộng thử đi. 176 cộng 13 189 thì kiểu gì mà đạt được. 189 thôi nè, sao mà đạt được. 189 thôi sao đạt được. Chỉ 189 thôi không đạt được anh em ơi. Đó, cộng thêm 13 lên. Đó, không đạt được. Không đạt được đâu anh em ơi, không đạt được đâu. Đây, 36 chứng phái lên này, 36 chứng phái. Ok, rồi. Từ từ dính rồi. 36 chứng phái hả? 36 chứng phái nó lên được có 2 tóc nữa à, sao đạt được. Chỉ được 191 thôi Nhật Lê ơi, 191 thôi. Đây. Giờ thêm phi phong nha. Ok, thêm phi phong. Đó, thêm 2 tóc nữa, ok chưa? Thêm 2 tóc nữa. Thì thêm 2 tóc nữa đây. Thêm 2 tóc nữa thì Khải chỉ được 191 thôi Nhật Lê.
Đó, test cho anh em xem nè. 178 cộng với thêm 13 nữa là 191 thôi. Nói chung là không đạt được. Đạt niềm tin đó nè, không đạt được. À, nói chung là ok nè em ơi. Tầm này thì với tầm này Khải thấy rất ok rồi. Khải sẽ chơi đường môn cho anh em xem. Khải tăng tốc, tăng điểm nè. Đó, nói chung là anh em, nhiều anh em không hiểu vấn đề, không đạt được. Giờ hiện tại thì thêm một tóc nữa đi. Cho anh em thêm một mặt nạ từ mặt nạ đi. Mặt nạ một kỹ năng nha anh em. Mặt nạ một kỹ năng bên trên thì chúng ta sẽ lên được một kỹ năng vẫn có từ chấn phái nữa. Chấn phái sẽ lên được 37. Thì chấn phái của Khải sẽ lên được 37 thì nó lên được bao nhiêu? Nó sẽ lên được 2 tóc nữa thôi. 151 sẽ lên 153. Đó. Thì nó chỉ lên được 2 tóc nữa là chỉ được 180 thôi nè. Đó. Quan trọng nên Khải mới nói là quan trọng cái nọ này là chỗ tâm nhãn 3 cấp nè. Đó. Giúp dịch em ơi. Đó, nên phải hiểu vấn đề, nói chung phải hiểu thì nó mới hiểu chuyện được. Đó, giúp dịch. Đúng rồi, phải 38 chống phá, chính xác, phải 38 hoặc là 37 chống phá thì mới lên được. Khải nghĩ là 38 chống phá hoặc là 40 rồi đó. Tại vì là xưa giờ là đường môn mà đỡ lên 201 thì trừ khi chơi server này nọ nó phải nhiều cái tâm nhãn vào, nhiều chống phá vào, nhiều chống phái vào thì mày ra mới đủ. Khó anh em ơi, cái này Khải chưa rõ lắm. Đỡ mà đạt 201 của cái đường môn nọ này thì hơi căng. Hiện tại server này thì đỡ mới đạt thì không thể nào đạt được đường môn nọ 201 này mà. Không thể nào đạt luôn, khẳng định với anh em luôn. Rồi, nói chung anh em xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha. Nói chung là không có gì hơn anh em à. Hôm nay rất là vui luôn, ra được cái nọ là chuyển đường môn nọ chơi luôn. Chỉ có bán hàng với lại xăm hòn thôi, đúng rồi Nguyễn Thắng ơi. Chỉ có đường môn bán hàng với lại đường môn xăm hòn thì mới đạt được 201 ở bước càng ngồi thôi nè. Đó. Còn vào tống kim thì cắn lách vào thì đều đạt 261. Đó. Đường môn nào cũng đạt 261 cả. Đó. Là đi giống. Rồi. Không đạt được Hiệu Thắng ơi. Không đạt được. Đó, Hiệu Thắng cộng đi. Hiện tại nọ Khải đang 27 này. Hiệu Thắng cộng đi. Hiệu Thắng cộng thêm 13 đi anh này. Hiện tại Khải đang này 27 3 cấp này. Ok chưa? 27 3 cấp. Thì cộng thêm 13 tóc vô nữa thì chỉ được 191 mà thôi, sao mà đạt được. Không đạt được. Nhưng anh em xem qua anh em cũng hiểu là không đạt được. Không đạt được. Đó, ok anh em ơi. Đấy coi, lực tay chỗ lực tay khá đẹp luôn. Lực tay có thể lên được 8k. Lên 8k lực tay hợp lý. Hết điểm rồi đúng không? Tù tiền, nói chung là này dư 120 mấy điểm kỹ năng, vãi cả nồi đường môn. Dư 120 mấy điểm kỹ năng nè, vãi trướng. À, lực tay lên 8k là hợp lý. Còn lại tăng máu nữa nè. Nói chung là hiện tại đồ Khả chưa xong đâu. Nên là Khả sẽ từ từ Khả sẽ lên đồ hồng kim phá này cho anh em xem. 8-10 sức mạnh hợp lý luôn. Rồi. Hợp lý luôn. 40 chân phái. Rồi ok, nói chung là sau này phải có sân hàng này nổ được em ơi. Rồi, nói chung điểm dư 128 điểm. Vãi rồi. Vãi chứa nè mà. Dư 128 điểm kỹ năng. Anh em giờ biết điểm kỹ năng người ta như đây. Sân hà thì chưa có, chưa mua được kỹ năng. Sân hà thì chưa có. Sân hà thì chưa có. Dư điểm vãi chướng luôn nè. 130 điểm kỹ năng thì biết làm gì trời. Vãi chướng. Rồi, đi quýnh quảng quá cho anh em xem. Đây Khải chính là auto ngay. Tống kim và yếu bậy chơi hả? Yếu bậy thì tầm này không có skin 9x rồi. Ép đồ chưa, còn thiếu đai lưng nữa. Còn thiếu vài mảnh đai lưng nữa. Xong rồi tấn được trần ơi. Vài mảnh đai lưng rồi thôi anh em. Trời ơi, đồ dính tùm lum từ nữa. Rồi, trên ngựa này. Đợi tí là trên auto anh em ơi. Trời, đạp móc quá đẹp anh em ơi, sẽ nhanh lắm.
Rồi, nói chung không có đồ lắm ha. Thằng này không có đồ. Nhảy ngựa, đánh nhảy ngựa phải ép phát sáng vũ khí nè. Ép phát sáng vũ khí nó mới nhảy được. Ép phát sáng vũ khí nó mới nhảy được. Đâu. Tròn đâu có đâu, và đây đình khai. Nhiều. Trời, những một cấp vậy. Nhiều fan. Ép sao đen bài có một cấp. Trời, vào tay mình của mình luôn em ơi. Vào tay mình của mình uống vãi. Đây là mình của mình rồi. Ok, đợi Khải sẽ cố gắng lên vào tay Thiên Quang tiếp tục cho anh em xem nha em ơi. Nói chung là Khải sẽ đi ép. Đó. Vào tay mình anh em ha. Nhiều. Đó, nhiều thôi. Đó, thì là chưa có đồ. Đó. Chưa có đồ nha nè, chưa có đồ hết á. Chỉ mới đôi giày với đai lưng rồi, còn lại chưa có đồ gì. Ôi, nhưng mình thiếu trang sức rồi. Mặt nạ này, trang sức rồi. Rồi, nói chung thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và cũng như là kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ em ơi. Nói chung video này sẽ úp ngược lại trên kênh. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại video nhà giúp Khải em ơi. Nói chung là cũng cảm ơn ngày hôm nay, cũng nhờ vào sự động viên như tinh thần của anh em. Và ngày hôm nay Khải đã sở hữu được cái nỏ theo tâm nguyện như ý muốn của Khải em ơi. Và cũng đã được đạt được mốc 158 bên ngoài và đạt được 261 trong tổng kim anh em. Đó, quá pin. Easy game anh em à. Khải sẽ cố gắng lên đồ và Khải sẽ lên dần dần cho anh em xem nha. Cảm ơn em rất nhiều. Đó, quá đẹp luôn.